Hai là ngày rằm 15 tháng 7 âm lịch năm 2019 các bạn, 15 tháng 7 âm lịch ha. Đây là có một anh tóc ngắn, áo thun sọc trắng đỏ, là anh phải đi gom nhang anh đốt bỏ này nè. Đó. Coi anh gom nè. Anh gom một lần đóng nó bó đóng vậy luôn, mà cái tay của anh là tay không có găng tay hay là con cái gì cả. Dạ, có rất là nhiều cái tàn nhang đó là dụng vô tay của anh bảo đảm luôn. Mình cầm 2-3 cây mà còn dụng vô tay đầy. Cái này anh cầm nguyên một bó thật là to, bó tay luôn. Đây nè, đó. Anh áo sọc, áo thun sọc trắng đỏ. Đó, công việc của anh là anh gom nhang rất là đầy, mọi người cắm vậy để đốt bỏ. Thật nhiều khi cũng phội cho cái công việc của anh lắm. Đó. Đây nè. Mình không dám quay rồi thì sao, hoa ngại. Mình zoom lại. À, đóng nhang bỏ đây nè, đóng nhang bỏ thùng rác, đầy thùng rác đây nè. Đó, bây giờ anh cầm nguyên một bó bự chà bá luôn nè. Đây, anh đem lại đây. Đó. Anh bỏ vô bên cái miệng lò bên kia. Heo kêu mày bệnh nè. Em hỏi thiệt anh, em thấy anh gom nhang vậy á, rồi nó dùng cái tàn nóng như tay anh thấy nóng không? Sống nóng. Nhưng mà nóng như sao anh vẫn chịu nổi? Quen rồi. Quen luôn như sao vậy? Quen hả? Thôi mới có 10 tuổi là ủa anh? 5 tuổi mày, 5 tuổi nó vô đây rồi. Nhưng mà nóng vậy mà em thấy là... Nhưng mà anh phải làm khí công nha. Sao anh không mang cái loại bao tay? Cái nào mà nó xét quá. Mỗi lần thấy nó gom nhang mà vuốt tay vậy không? Cái vuốt gì không? Là nó dặn khí luôn cái bàn tay á. Nhưng mà nói chứ cho dù anh có nghiêng đi chăng nữa nó vẫn có trúng cái tàn nóng vô tay đúng không? Em cảm chứ tại vì em thấy nhiều khi em là cầm thậm chí một vài cây thôi nó, ví dụ lỡ mà gắm vô đó mà lỡ mà động tay nó là cũng đã đụng vô tay rồi. Chỉ có mấy cây mà ngắn á. Viết quen viết là nhàm luôn rồi không? Nhưng mà thấy anh làm thì cũng cực. Anh thấy mọi người em nói xin lỗi nha, thấy mọi người đốt nhang hơi nhiều. Nhưng mà mình nói được. Là đúng rồi, giống như cái kiểu thành cái tư tưởng lâu như vậy cho nên khó thay đổi. Tính ra ví dụ như ngày thường đốt nhiều chút xíu nữa. Nhưng ngày đông thì ta đốt được cây 2-3 cây còn công không đốt thì vẫn còn. Dạ. Chứ đâu có sao đâu. Dạ. Lòng luôn. Dạ. Nhưng mà phải thôi chứ. Tùy người ta. Dạ. Chứ mình cũng nhiều khi cũng hết nói luôn đó. Hết nói được luôn kiểu vậy. Rồi em chào nha. Hỏi thăm chút thôi. Nhà nước mình cũng từ lâu đã khuyên mọi người là đừng có đốt nhang, hoặc là có đốt thì đốt ít thôi, thắp hương ít thôi. Nhưng mà mình thấy mấy năm nay vẫn đa số thôi nha, chứ không phải toàn bộ. Đa số mọi người vẫn thắp hương rất là nhiều, rất là cố. Cứ đi vô chùa mua một lần một bó nhang bằng cầm tay vậy, rồi đốt cho hết. Chứ giống như không đốt không hết sợ uổng tiền đã mua rồi. Nghĩ giống như là đốt nhiều để mà thì có lòng thành nhiều hay sao, còn đốt ít thì lòng thành nó không có nhiều hay sao. Mình nhiều khi mình đi chùa mình lấy nhang có sẵn ở chùa miếu có đầy, mình nó sẵn mình đốt chừng 1-2 cây thôi mà, chứ mình không có đốt một lần bó to chà bá ngộp khói cùng rồi. Thật ra khói cũng vừa không tốt mà vừa gây lãng phí nữa. Mà ở đây là cái chỗ mà nhang thừa mà mình không thể có chỗ cắm đủ ở trong các lư hương đó, là người ở trong miếu trong chùa người ta phải đem ra đốt cho nó nhanh như thế này nè, gom ra đốt vào. Rồi cái anh mà đi gom đốt cái này là anh cũng bị bỏng tay rất là nhiều, với cái tay của anh bị sạm giết mà đến nỗi mà bây giờ những cái vết nóng mà có dính vô tay anh thì anh cũng không có còn cảm giác nữa luôn. Các bạn đừng có đốt nhang cố làm chi các bạn, mình nghĩ như vậy. Mọi người mua chim phóng sinh làm gì rồi người khác lại đi bẫy chim về để mà bán chim phóng sinh. Có một điều mình thấy rất là vô lý đó là
mọi người cứ đi mua chim phóng sanh để cho những người khác đi săn chim để mà bắt nhốt để mà giờ đi bán chim phóng sanh. Rồi nó sẽ tạo thành một cái thị trường mua bán chim đi suốt và đi săn bắt chim suốt. Hôm nay có mấy con chim nó yếu nó đậu ở ngay sát bên mình đây nè. Thực chất cái việc mà sống xanh mà mua chim phóng xanh này mình thấy rất là hình thức. Mọi người càng mua chỉ khiến cho chim bị bắt càng nhiều để mà người ta đi săn nhiều để mà bán thôi chứ làm gì. Nó không có thực chất lắm, nó chỉ là hình thức rất là ấy thôi. Hai cái thùng cá, hai thùng cá với chim phong xanh nữa này. Mọi người mua bán cá chim phong xanh nè, quá trời quá đất.